Chúng ta thi vòng số 4 V-Olympic của khối lớp 6. Chọn các ô bằng nhau. Số lẻ lớn nhất có dạng A chục 7 đơn vị. Chắc chắn là số 97 rồi. Tập hợp các số N thuộc số tự nhiên chia hết cho 3 nhỏ hơn 7. Chắc chắn là 0, 3 và 6 rồi. Các em tính cái này ra, chắc chắn sẽ bằng 32. Các em tính cái này, 3 bình là 9 nhân 10 là 90. Như vậy hai cái này sẽ đi với nhau. Vậy vòng đầu tiên có vẻ dễ ăn quá các em ha. Chọn đáp án đúng. Rồi cái này các em cứ giải bình thường thôi. 814 trừ 712 rồi cộng cho 305 407 đi. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 3 lần hiệu của số lớn. Chắc có vẻ rối rắm này. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 3 lần hiệu của số lớn với số bé. Thì gọi số lớn là x, số bé là y. Thì tổng là x cộng y. Còn hiệu sẽ là x trừ y. Mà tổng bằng 3 lần hiệu. Như vậy là x cộng y sẽ bằng 3 nhân x trừ y. Và sẽ bằng nửa lần tích của hai số. Tức là lấy x y để chia 2. Vậy các em sẽ có công thức là gì? 2 x cộng y bằng, thôi khỏi nhân đôi đi. Bây giờ các em khai thác cái này trước đi ha. X cộng y bằng 3 lần x trừ y thì dẫn tới điều gì? Dùng tính chất phân phối nhân ra các em. 3 nhân x trừ y tức là 3 nhân x rồi trừ cho 3 nhân y. Vậy thôi. 3 nhân x thầy có thể tách ra tạo thành 1 lần x rồi cộng thêm 2 lần x là sẽ thành 3 lần x thôi. Rồi hai bên dấu bằng. Thầy cùng bỏ đi x. Đúng không? Như vậy bây giờ thầy sẽ có gì? Thầy sẽ có y là bằng 2x trừ 3y. Tiếp tục. Y bằng 2x trừ 3y. Như vậy các em coi y như là hiệu thôi. 2x là số bị trừ, 3y là số trừ. Như vậy là y cộng 3y sẽ bằng 2x thôi. Hiệu cộng cho số trừ bằng số bị trừ đúng không? Y cộng 3y tiếp tục là bằng 4y. 4y bằng 2x. 4 lần y bằng 2 lần x. Như vậy 1 4 lần y thì gấp đôi x. Như vậy là 2 lần y thì mới bằng x. X gấp đôi là bằng y gấp 4 đó các em. X nhân đôi là bằng y nhân 4 nè. Vậy có nghĩa là x sẽ gấp đôi y đó. Rồi. Em đợi thầy xíu nha, thầy có việc. Alo.
Rồi trở lại bài toán các em. Tới đâu rồi? À, chúng ta đã suy luận ra là x gấp đôi y rồi các em nha. Rồi bây giờ các em chú ý tiếp nè. X cộng y thì bằng nửa tích của x y. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai lần tổng x và y thì bằng tích x y. Đúng chưa? Rồi thầy bỏ cái đó đi. Hai lần tổng sẽ bằng một lần tích. Em chú ý tiếp. Hai lần tổng x với y mà x là thành 2y rồi. X cộng y thì y là một phần, x là gấp đôi, như vậy là hai phần. Như vậy tổng x và y chính là ba phần đó, 2y cộng y, và mỗi phần chính là cái số y bằng x y. Tiếp tục, 2y mà cộng cho y thì là 3y, là ba phần nhân 2 là thành 6 phần, 6y bằng x y. Vậy các em thấy không, 6 nhân y bằng x nhân y thì hai bên dấu bằng là què nhau chữ y, vậy suy ra x sẽ bằng 6. X bằng 6 rồi thì các em tiếp tục suy ra y là bằng 3, bởi vì gấp đôi y mới bằng x, tức là y sẽ bằng x chia đôi ha. X bằng 6 còn y bằng 3. Đâu rồi? Đó là hai số 3 và 6 ha các em nhé. Cái này thì các em dùng tính chất phân phối đi. 168 trừ 158 là bằng 10, rút gọn với 10 ở dưới là còn 168 luôn. Tiếp tục, 456 nhân 11 cộng 912 nhân 37, tất cả chia cho 13 và chia tiếp cho 74, 228. Bấm máy rồi kìa, tiết kiệm thời gian. Mấy bài này dễ quá nhỉ, tao bấm máy thôi. Đi thi VinBus thì các em cứ dùng máy, còn bình thường các em không nên dùng máy nhiều ha. Không được luôn chứ không nên gì, sẽ thu chuột khả năng tính toán của các em. 682 tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp. Giờ 5 số tự nhiên liên tiếp thì nó có hình ảnh như sau. A nè, A cộng 1 nè, A cộng 2 nè, A cộng 3 nè, và cuối cùng là A cộng 4. Em tính tổng tụi này lại. Phép cộng có tính giao hoán. Các em lấy mấy con A cộng lại trước. A cộng A cộng A cộng A cộng A, 5 chữ A cộng lại tức là 5 nhân A các em nhé. Còn 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 là sẽ thành 10. Vậy tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp đó là 5A cộng 10. Và theo đề thì cái tổng đó nó sẽ lớn hơn 11. 5A cộng 10 này, rồi nó nhỏ hơn 21. 5A cộng 10 lớn hơn 11, nhỏ hơn 21. 11 thầy gọi là phe thứ nhất, 5A cộng 10 là phe thứ hai, 21 là phe thứ ba. Phe thứ nhất nhỏ hơn phe thứ hai và phe thứ hai nhỏ hơn phe thứ ba. Giờ thầy lấy ba phe này trừ đi cho 10. Mỗi phe thầy trừ đều cho 10 ha. 11 trừ 10 là còn 1. Còn cái phe ở giữa 5A cộng 10 mà trừ 10 là còn 5A. Còn 21 mà trừ 10 là còn 11. Như vậy tới đây các em thấy là 5 nhân A làm gì làm phải lớn hơn 1 và nhỏ hơn 11. Chú ý cho thầy là A là số tự nhiên các em nhé. Như vậy A có khả năng là bằng 0. Không được không ta? Không được. 5 nhân 0 là bằng 0. 1 thì đâu có nhỏ hơn 0 được. Vậy A bằng 1. 1 nhân 5 là 5. 5 nhỏ lớn 1 nhỏ 11, đúng rồi. A bằng 2 được không? 2 x 5 10, 10 lớn 1 nhỏ 11. Vậy được. A bằng 1 và A bằng 2 đều được. Nếu A bằng 1 thì suy ra 5 cái số ban đầu sẽ là gì? Sẽ là 1 nè, A là 1 thì số tiếp theo là 2 3 4 5 ha. Như vậy ta sẽ có là 1 2 3 4 5. Còn nếu A bằng 2, nếu A bằng 2 thì ta sẽ có là 5 số đó sẽ là A là 2 rồi tăng dần lên. 2 3 4 5 6 2
3, 4, 5, 6. Biết chọn đáp án nào đây? Cái tổng của 5 số đó phải lớn hơn 11 và nhỏ hơn 21 em nhé. Cộng 5 số này lại đi, mới có 15. Vậy là lớn hơn 11, nhỏ hơn 21. Còn 5 số này cộng lại là sẽ ra tới 22. Vậy vọt qua 21 rồi. Vậy cái này loại kia. Loại. Như vậy trên này nhận. Vậy tổng của 5 số là bằng 15 nha. Rồi. Rồi cái này các em bấm máy thôi. 250 chia cho 650 trừ cho 4 nhân 5 mũ 3 cộng 2 bình nhân 25 đóng ngoặc 5. Đáp án là 5. Rồi vẽ hình cho đường thẳng XY và một điểm O thuộc đường thẳng XY. Trên XY lấy hai điểm MN sao cho M nằm giữa O và N. Đường thẳng XY O M nằm giữa O và N. Tia đối của tia MO. Tia đối của tia MO là sẽ đi từ M và đi ngược lại với cái hướng MO ra. Vậy nó sẽ là MN hoặc là MY. Hai cái đó đều đúng. Ở đây có MN, vậy ta chọn MN. Em vẽ hình ra, nghe lời thầy giảng em sẽ hiểu thôi. Cho 4 chữ số 0376. Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Từ 4 số đó là 7630. Số lớn nhất có 4 chữ số là 7630. Số nhỏ nhất có 4 chữ số từ 4 số đó sẽ là gì? 3067. 3067. Rồi cộng lại cái 7630 cộng cho 3067. 10697. Đây, đáp án đây. Rồi, tiếp tục. A chia 5 dư 2. B chia 5 dư 3. Như vậy tích của A và B khi chia cho 5 dư mấy? Ở đây các em có thể lấy một ví dụ cụ thể ra luôn ha. Lấy một số chia 5 dư 2, ví dụ như số 7. Lấy một số chia 5 dư 3, ví dụ số 8. Thì lúc đó 7 x 8 là 56. 56 chia 5 thì dư 1 kìa. Nhưng mà thầy không khuyến khích cách làm này đâu nha. Cách làm này nó hơi cùi ấy. Tức là không có cơ sở, chỉ là nhẩm thử thôi. Bây giờ số A chia 5 dư 2 thì các em học trên lớp rồi, nó sẽ có dạng là A bằng 5K cộng 2. Ngoài ra nó chia 5 dư 3 nữa, như vậy nó sẽ bằng 5H cộng 3. K với H là thương khi chia A cho 5. À, số B chứ, xin lỗi, số B là mới bằng 5H cộng 3. Rồi giờ các em lấy A nhân B, tức là lấy hai cái biểu thức 5K cộng 2 này nhân với 5H cộng 3 ha. Rồi ở đây chúng ta dùng tính chất phân phối thôi. Chúng ta nhân ra. Nếu làm toán người ta làm kiểu này nè các em. Rồi các em coi 5K cộng 2 là một số thôi. Các em nhân phân phối cho 5H. Rồi sau đó các em nhân cho 3. Rồi đem cộng lại. Vậy thôi. Rồi tiếp tục dùng tính chất phân phối. 5H nhân phân phối vô 5K và 2. Thì tới đây mình cũng cần nhân được. Cái chỗ này không cần nhân được em. 5K cộng 2 bằng bao nhiêu thầy không biết. Nhân 5H bằng bao nhiêu thầy không biết. Nhưng mà cái này, cái tích này có chứa số 5 nè. Vậy nó sẽ chia hết cho 5. Cái tích thầy đang bôi đen màu xanh nè. Xin lỗi. Đó, 5K cộng 2 nhân 5H sẽ chia hết cho 5. Như vậy là thầy gọi là 5 quy đi.
nguyên cái biểu thức này là một cái số chia hết cho 5, tức là bằng 5 nhân với một cái số quy nào đó. Rồi số 3 này thì nhân phân phối vô, 3 nhân 5K, 5K nhân 3, rồi cộng cho 2 nhân 3. Thì các em để ý 5 nhân quy là chia hết cho 5, rồi 5 nhân K nhân 3 cũng chia hết cho 5. Rồi hai cái số này chia hết cho 5 cộng lại sẽ tạo thành một số chia hết cho 5, thì gọi là 5T đây. Không quan tâm nó bằng bao nhiêu. Rồi 2 nhân 3 là 6. 5T thì chia hết cho 5 rồi, còn 6 chia 5 thì dư 1. Vậy tóm lại là cuối cùng là nó bằng 5S cộng 1. A nhân B sẽ chia hết cho 5, à xin lỗi, chia cho 5 và dư lại 1. Bài thi số 3. Thỏ vực mê cung. Mười hai chia ba được 4, như vậy y sẽ bằng 3. 7 trừ 3 bằng 4, nhân 3 mới ra 12. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết. Số đó thì gọi là A đi. Số này chia 29 dư 5, vậy là bằng 29K cộng 5. Ngoài ra cũng chính số này chia 31 dư 28, tức là 31H cộng 8. K và H là thương của A khi chia cho 29 và 31. Rồi cái này hơi rối các em nha. Giờ thầy sẽ giảng theo kiểu này, các em chú ý và hiểu không. Rồi 29K cộng 5 thầy cứ để đó. Giờ 31H thầy coi như là 31 phần đi. 31 phần thì thầy tách ra thành 29 phần cộng với 2 phần. Rồi còn cái số 8 nữa ha. 31 phần cộng 8 thì thầy tách ra thành 29 phần cộng 2 phần và cộng 8. Rồi. Chia 29 dư 5, chia 31 dư 28. Ồ, chia 31 dư 28 mà thầy cứ tưởng dư 8, suy nghĩ nãy giờ. Thế cái đề nó kỳ kỳ. Chia 31 dư 28 các em. Vậy chỗ này là 28 nè. Chia 31 dư 28, vậy bên này sửa lại thành 28 nha. Rồi. Bây giờ bên trái của dấu bằng là 29 phần cộng 5. Còn bên này là 29 phần với lại 2 phần cộng 28. Cái phần bên trái không có bằng phần bên phải đâu các em nha, cẩn thận. Rồi ở đây thầy có hai phần nè. Hai phần này thì bỏ đi một đơn vị, thì trích ra một đơn vị, tức là trừ đi một. Thì một đơn vị đó thầy đem đi đâu? Thầy đem qua 28 cộng vô là thành 29. Như vậy là bên phải là đang 29 phần h, giờ thầy cộng thêm 29 nữa. 28 cộng 1 là thành 29 đó. Rồi, như vậy là bên trái là 29 phần K cộng cho 5. Tóm lại bên trái là chia 29 dư 5. Còn bên phải là 29H, rồi cộng thêm 29 nữa. Như vậy là coi như là 29 quy đi. 29H là 29 phần H cộng với lại 29 này nữa là thành cái tổng này, là coi như là chia hết cho 29 này, thầy gọi là 29 quy luôn.
Như vậy nó còn thừa lại là 2H trừ 1. Giờ ta thử đồng nhất. Ta thử đồng nhất cái phần thừa 5 bên này với phần 2H trừ 1 bên này, để coi có ra một cái đáp án hợp lý nào hay không. Nếu hợp lý thì ta chọn, không hợp lý thì ta tìm cách khác. Vậy là 5 ta thử đồng nhất với 2H trừ 1, thì các em sẽ suy ra là H sẽ bằng 3. Một đáp án khá hợp lý. 3 x 2 6 trừ 1 5. Và nếu như H bằng 3 thì thầy thế ngược vô cái công thức ban đầu, A nó sẽ bằng gì? 31H cộng 28, tức là 31 nhân cho 3 và cộng cho 28. 3 nhân 21, 3 nhân 31 cộng 28 thì bằng 121 nha. Vậy có lẽ A bằng 121. Mình thử lại nha. 121 chia cho 29 dư 5 nha, đúng luôn. 121 chia cho 31 dư 28, đúng luôn nha. Cách giải này nó mang tính mò mẫm một xíu nha, nhưng mà với trình độ lớp 6 các em, thầy chỉ giảng như thế này thôi ha. 121. Rồi cái này tao bấm máy thôi. 25 nhân 6 trừ 64 chia 8, 142. Trời dễ quá vậy. 25 trừ 18 mà cộng 36, 43 nha. Cho A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5. Như vậy là đuôi phải bằng 0. 10, 20, 30, vân vân cho tới 90 ha. B là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 9. Vậy số phần tử thuộc cả hai tập hợp đó, A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5, thì chỉ có 10, 20, 30 cho tới 90 thôi. Mà trong những số đó thì chỉ có số 90 thì mới chia hết cho 9 thôi các em. Vậy số phần tử của cả hai tập hợp đó, số phần tử thuộc cả hai tập hợp đó, là chỉ có số 90 thôi. Vậy là một phần tử thôi. Rồi, ở cái nick số 2 thầy sẽ giải tất cả những câu này luôn nha, các em yên tâm đi. Giờ thầy muốn thi nick thứ 2 để coi thử cái bài thi thứ nhất nó có gặp những câu nào khó hơn không. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở cái nick thi thứ 2 nha, để coi thử có cái câu nào khó hơn hay không. Rồi thầy sẽ giải tất cả các câu ở vòng thi tìm kho báu ha. Ơi, tạm biệt các em, gặp lại các em ở các cái nick số 2, số 3. Các em nhớ chia sẻ kênh này rộng rãi.